Ramen, hay còn được gọi là Phạm, là một trong ba tam tiên đứng đầu vùng Tokyo, là một trong những băng đảng khét tiếng lúc bấy giờ. Và người đứng đầu Phạm đó là Shenyu. Xong pha trên và mọi mặt trận, anh em Ramen lúc cán đê. Và ví mày như là thằng lính tốt vội băng, tụi tao là đại đế. Bà lưu bà la đồ ngang hàng, muốn chuột đồng minh thì mang vàng. Băng Phạm ngông nghênh tụi tao ngang tàn, mấy cân muốn lọt có thêm đề kháng. Xin du ra đòn mày chỉ có phế, đánh bại mày kia nắm chặt trong tay. Thêm đồ nghề để mày chống chế, liệu có đánh bại được hắn không đây? Có nói có, không nói không, giấu trong người là cây hàng nóng. Khó quá khó nên nó nói xong, để hy vọng hôm nay được xong. Nếu mà bị bắt, ok, tự khoanh tay mà nhận lỗi, chẳng còn phải gắt, no way. Nếu để chơi không phản bội, bên tay trái có quà cà xa, bên tay phải ta có bên cây, đánh ảo quá xa Canada. Nay không rằm sao phải ăn chay. Xếp thành hàng như một đội quân, mà đội quân này có thể bất tử. Đụng đến Phạm là nước đi sai, vì trong băng đảng toàn dân thứ dữ. Sẽ không tuyệt tất cả đường sống, mấy đứa theo trị tự giác giơ tay. Tụi mạnh đến rồi lại quay đầu, muốn sống hay chết thì nhà vua đây. Có nhiều kẻ muốn phản xích ta, nhưng chỉ thêm u sầu. Những kẻ hào hứng đang đứng hét la, chung làm ta đầu đầu. Có loài hoa nào không mùi hương, hương cứu kẻ bản tính bất lương. Nếu chẳng ưa thì thôi đừng thương, tàn sát giữa thương trường. Những kẻ được xem mạnh nhất cũng có đôi ba lần lỡ dại. Dù mày có đỉnh đến đâu, làm sao biết ai người hãm hại. Và lục ba la đơn đại với trận đại chiến giữa đường phố. Băng Phạm vây quanh đáng sợ như khi trên net thì gặp bố. Khác với bề ngoài xem dù tuổi nhỏ, nhưng bên trong cô là quái vật. Vậy đám tiểu tốt biết cách hành xử khi đứng trước Phạm nhìn khoái thật. Takeomi điều hành nhân sự từ thấp đến cao theo cách hùng nhiên. Chưa ra tay nếu mày không chống, đừng bắt tụi anh phải đưa đi tiễn. Xem như một trong ba tam tiên của giới bất lương vùng Tokyo. Không phải nơi tụi mày gây náo, mày thích thì vào đi ra đi vô. Đã chẳng là bọn nhóc nhà trường được gắn cái mát là bọn cao trung. Giờ nổi tiếng đáng sợ hơn nhiều, đỡ Phạm đích thân đưa qua thung lũng. Với mục đích phải chiêu mộ cho bằng được Takemichi. Không đánh nhau để thanh trần, bỏ công sức ra đi vô lý. Giờ chỉ tiền và quyền lực là thứ Phạm đang muốn hướng tới. Luôn hoạt động theo cách Phạm muốn, không cho phép mình giây phút nghỉ ngơi.